ăn nhanh lên, không chủ kia ăn hết bây giờ. Mẹ nói sao, chủ đó làm gì biết ăn cà rốt mà dặn. Tao đâu có nói nó ăn cà rốt. Trời ơi, mày ăn nhanh lên đi mà chạy, chứ không con sói kia nó ăn luôn cả hai mẹ con mày bây giờ. Ăn lẹ đi, không chủ kia ăn hết bây giờ. Quay. Trời ơi, con ruồi kia vừa phải thích chứ, có cho con sói kia tiền thì nó cũng không dám ăn cái món kia đâu. Điện thoại mới hả bố? Con Hono X9B 5G gấp đôi dung lượng, lại con chống va đập tốt nên bố hốt luôn. Có chống va đập thật á, vậy con mượn lạt nha. Trời ơi, tưởng thằng tỷ đu mượn máy để chơi game, hóa ra nó mượn cái điện thoại này để lột đít cho mẹ nó đánh đòn bớt đau hơn à. Trả bố nè, bên thiệt á. Ủa, mùi gì thế? Trời ơi, kể ra cái điện thoại này vẫn còn cùi bắp lắm, nó chỉ chống va đập thôi chứ chả chống mùi hôi một tí nào cả. Bữa trong một xào rau, mày mua bao nhiêu phân để bỏ nọt đất? Dạ, con mua 5 bao phân đỏ ông Tám. A few moments later. Đất đâu? Ra tao biểu, tao nghe lời mày, mua 5 bao phân, giờ dư 3 bao ở nhà kia kìa. Thì con cũng dư 3 bao mà ông Tám. Ô, sao ông Tám lại đuổi đàn thằng Trợt vậy? Ông chỉ hỏi bữa thằng Trợt mua bao nhiêu bao phân, chứ có hỏi nó dùng bao nhiêu bao phân đâu. Hôm nọ tôi chụp được bộ bạn đi cùng con nào mà xinh cực. Cái gì? Đâu? Xem. Thương bạn ghê, quen phải thằng tôi. Cái này đúng là túi ả bạn. Ôi trời ơi, chắc con nu ra đường mất cấp lông lồn lắm nên người ta chả nhận ra nó luôn kìa. Tôi thích khóc trong mưa, vì mưa sẽ giúp tôi cuộn trôi đi những giọt nước. Sẽ không một ai biết. Của mày đồng không sáu. Không một ai. Thằng khỉ mất vệ sinh. Ôi trời ơi, tè dầm trong mưa thì sẽ không ai biết bạn đi tè. Nhưng đứng trên xe buýt mà tè như này thì dù trời có mưa bão cũng chả thế nào giấu được chuyện này đâu. Em nói ngoài ngữ trôi chảy như tiếng mẹ đẻ vậy. Để cải thiện được như Mẫn Nhi, các em phải luyện tập nghe nhiều, phải giao tiếp với người bản xứ. Dạ. Sao? Nó không được trôi chảy lắm ta. Ok cái gì vậy? Cô giáo bảo thằng Mai phải nghe tiếng Anh nhiều để nói ngoài ngữ trôi chảy như tiếng mẹ đẻ, chứ có phải là đến phòng xanh để nghe tiếng mẹ đẻ đâu. Bật cột tin đang tận hưởng cuộc sống bằng cách đắp mặt nạ dứa leo và ngồi ngâm chân trên một cái ghế sofa. Sau khi đắp mặt, nó còn sử dụng dứa leo để đắp cái lưng của mình. Xong rồi, giờ nêm gia vị vô là có nồi hủ tiếu chiều nay bán. Trời ơi, cái nồi ngâm chân của bạch cột tin mà nấu hủ tiếu tuy không ngon từ thịt nhưng chắc chắn là ngọt từ xương. À mà khoan, đừng bảo là nãy giờ con bạch cột tin ngồi trên cái cây xương rồng kia à nghen. Con ẻn đang bị mắc kẹt ở trên đảo hoang mà điện thoại thì hết tiền nên nó cảm thấy rất là tuyệt vọng. Điện thoại hết tiền rồi, sao gọi cầu cứu được? À, nhớ ra rồi, đang có chương trình mua băng vệ sinh Diana siêu thẩm vitamin E, trúng thẻ cao điện thoại. Thế là con ẻn liền bơi vào bờ, đến ngay siêu thị và mua một cái băng vệ sinh. À ha ha, cao được hai thẻ 50.000 liền. Sau đó, nó lại bơi ra đảo hoang và nạp thẻ cao điện thoại vừa trúng. Bố ơi, ra đưa con về. Ủa, khoan, nó đã bơi được vào bờ rồi thì con gọi điện thoại cầu cứu bố nó làm gì vậy? Không biết thằng Trợt vừa làm điều gì mà bị con Mén mắng cho sổi xả. Mén, đứng lại nghe Trợt giải thích đã. Làm sao để Mén đứng lại giờ ta? À, có cách rồi. Đứng lại, bớ bà con. Gớp. Ôi trời ơi, cái thằng Trợt này nó bảo thiệt chứ. Từ dừng kêu người ta là cướp nên bà con sùng vào đánh cho con mẹ nhập viện luôn kìa.
cuộc họp ngày mai cực kỳ quan trọng đấy. Theo chị thì em cứ đến sớm đi. Chị yên tâm, em uy tín mà. Em còn định đến ngủ ở công ty từ tối nay luôn này chứ. Tầm 11 giờ ngủ, 6 giờ dậy, 7 giờ ăn sáng, 8 giờ có mặt ở công ty là quá đẹp. Đặt chuông này kêu cho to. Sau khi cài báo thức cẩn thận, con bé này đặt đồng hồ ngay kề đầu giường để nghe báo thức cho to. Nhưng khi vừa nhắm mắt, nó liền sực nhớ ra điều gì đó. Thế là nó cầm cái đồng hồ, đem đi đặt ở kề tủ xa đằng kia. Đúng rồi, phải đặt đồng hồ xa như thế này thì sáng mai trong lúc còn buồn ngủ, không thể tắt chuông báo thức trong vô thức được. Giờ thì yên tâm rồi, lên giường ngủ tiếp nào. Con bé này nằm được một lúc, bỗng nhiên nó thức giấc. Một giờ mới, cái quần què gì vậy? Vẫn còn sớm mà, sao lại thức dậy vào lúc này? Thôi, đi ngủ tiếp nào. Lên cho chị em một mà. Ôi trời ơi, nửa đêm thức giấc, nó ngủ lại không được, nên con bé này nó nằm xem live stream luôn kìa. Này, 2 giờ rồi đấy, cái lùm mỉ ơi. Ui, mắt cứ mở thao lão thế này thì ngủ kiểu gì? Hay là do người chưa đủ mệt nhỉ? Thế là con bé này liền ra tập boxing để cho người mệt và ngủ cho sâu giấc. Thể dịu dịu rồi đấy. Trong lúc rửa tay, con bé này nhìn hình ảnh của nó trong gương. Ôi trời ơi, cái gương này ảo thiệt chứ, nó còn ảo hơn cái filter trên điện thoại nữa chứ. À, đúng rồi, nghe nhạc là sẽ dễ vào cơn buồn ngủ. Ủa, bức ảnh lúc này là tai nghe có dây mà, sao bây giờ là tai nghe không dây vậy? Với cả con bé này có lỗ tai đâu mà đeo tai nghe nhỉ? Nếu không có gian khó, cuộc sống cũng chẳng là gì. Cái lùm mía, nghe nhạc cho dễ ngủ mà nằm hạt theo, chả thế nào ngủ được. Được rồi, đã thế thì thức đến sáng rồi đi làm luôn. Sáng ơi, đi làm thôi. Ủa, bà này là tắc giận hay gì mà lại đu dây điện đi làm vậy? Em giỏi nhỉ, lại còn xinh nữa chứ. Như con mèo ấy. Eo ơi, cứ rung lên bần bật như cái điện thoại thế này á. Ôi trời. Thì ra con bé này nó ngủ quên nên sếp gọi đến rồi kìa. Là thế nó còn để chế độ im lặng nữa chứ. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi.